nhà thấy đẹp không? Vàng rực luôn này cả nhà. Trời ơi, đẹp thì thôi luôn. Màu đủ thứ màu, màu vàng, màu tím, màu đỏ, đủ thứ luôn cả nhà. Ivy xin chào cả nhà. Rất vui được gặp cả nhà đã quay trở lại kênh của Ivy Cuộc Sống Mỹ. Cả nhà ơi, hôm nay cuối tuần mà nhà của Ivy nó bị cái lò của nhà Ivy nó bị hư cả nhà. Ivy tính dẫn cả nhà đi shop cho vui để đi chọn cái lò mua cả nhà. Cái lò của Ivy nó bị hư rồi. Lò đây này cả nhà. Ivy mua hơn 7 năm rồi cả nhà, xài hơn 7 năm rồi đó mà bây giờ nó hư. Trước khi nó hư cái này trước cả nhà. Cái lò lớn này trước nè. Nó hư khoảng hơn 5 năm rồi, cái EV không có mua cái mới. Em thấy tiếc quá, để dùng khi nào mấy cái này nó hư nữa rồi mua. Đó, bây giờ đọc nó hư trái cái nó hư cái này mới hư hôm qua cả nhà. Đang nấu hơn là nấu cái nồi súp gà cái nên vừa xong mà cái chắc chuẩn bị nấu món khác cái chặn lên cái nó không work nữa cả nhà, nó bị hư luôn. Giờ còn chỉ hai cái này với lại cái hai cái nhỏ này là nó còn good à, nó còn dùng được. Mà hai cái lớn thì hư. Mà hai cái lớn là hai cái quan trọng nhất, hai cái nấu cái nồi bự nấu cái lò lớn nó mới nhanh cả nhà, còn nồi bự bắt lên cái nồi cái lò nhỏ là không có lâu sôi lắm, nó lâu chín lắm cả nhà. Cho nên giờ phải bỏ thôi. Để mua cái mới. Chút nữa Ivy sẽ dẫn cả nhà đi lên lô mua cho cả nhà. Rồi uổng ghê, còn hai cái nhỏ chưa không có hư mà hai cái lớn hư rồi. Trước khi đi shopping Ivy chơi ly cà phê uống với cả nhà vui nha. Cà phê này cả nhà. Hôm qua Ivy đi chợ, Ivy thấy cái hiệu này không biết là ngon hay không, Ivy mua thử. Giờ uống thử nó ngon không? Chế cà phê uống cả nhà. Ok, bây giờ chế một gói cho cả nhà. Chế một gói uống thử coi có ngon không. Thì mình lấy nước á. Uống cà phê nào đi, cà phê đi đường nhâm nhâm nghi rồi cả nhà. Uống cho vui, lên xe ngồi nhâm nhi. Cà phê nóng thơm đó cả nhà, cái mùi thơm hấp dẫn lắm nè, mà không biết ngon hay không, cái mùi hấp dẫn lắm nè. Cà phê cấp tốc, cà phê cấp tốc đổ vô là có uống cả nhà. Gói này nè, đổ vô là có uống thôi. Cà phê đi là không có thời gian. Cà phê không có thời gian. Có thời gian ngồi uống cà phê phin nó ngon cả nhà ha. Ok, bây giờ chuẩn bị đi cả nhà. Đi ra xe là đi lên lô. Cả nhà đi cùng đi với Ivy chơi vui nha, đi với hai chồng Ivy, hai ba chồng Ivy chở đi lên chọn cái lò cho Ivy. Nấu rồi 7 năm mấy rồi, hư rồi, bây giờ lên chọn cái lò mới. Ok, bây giờ Ivy mời cả nhà cùng đi với Ivy chơi vui nha, đi lên shop cuối tuần đi chơi vui vẻ cả nhà ơi. Ok, đi thôi cả nhà. Ok cả nhà, bây giờ ra xe đi rồi cả nhà. Chờ chồng của Ivy. Ivy đang ngồi ra xe trước. Cà phê cũng ngon lắm cả nhà. Cà phê uống nó cũng đậm đà lắm cả nhà. Cái mùi cũng thơm. Cái mùi nó thơm lắm cả nhà mà cũng đậm đà lắm. Uống với bé béo cũng ngon lắm cả nhà. Với sữa.
Cà phê sữa Trung Nguyên. Béo có thơm thơm. Hơi có vị hơi nhẵn nhẵn xíu cũng ngon. Em về chơi cái bật đỡ xe này đi cái nhâm đi. Rồi chuẩn bị đi thôi cả nhà ơi. À, anh cũng nhớ đường đó không? Này cuối tuần mà lò đồ bị hư. Mới hôm qua mới cách đây 2 ngày thì cái laptop của con của Ivy cũng bị hư. Tự nhiên trong tuần nay cái hai cái đồ hư luôn. Cái laptop hư rồi phiên cái lò hư. Hai cái cao cấp nữa chứ. Laptop mua hết 1.400 cả nhà. Rồi bây giờ thêm cái lò nữa chắc cũng đi bay đứt hết 2.000 luôn quá trời. Thấy vô mà thấy ra không gì ta. Nguyên tuần đã ra 2 món cao cấp luôn. Đuối như trái chuối luôn. Ok cả nhà ơi, tới nơi rồi nè. Tới cái shop Lover cả nhà. Ở đây cũng lớn lắm này cả nhà. Đó, chuẩn bị mùa hè này cả nhà ơi. Hấp dẫn hấp dẫn. Em về thấy vườn, cái thấy hoa, thấy cây rồi là thấy em về thích lắm cả nhà. Để em về quay cả nhà xem nè. Đó, cây hoa quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. À, đây là cây cây gì đây? Ồ, blueberry cả nhà. À, nhìn thấy xấu quá. Cái lá nó xấu quá không đẹp. Quá trời hoa luôn cả nhà. Đây strawberry. Strawberry. Cái này là cái raspberry này cả nhà. Cà nè cả nhà. Cà 3 đồng 3 đồng 98 cent một hũ vậy nè cả nhà. Mắc quá thấy cả nhà. Tại vì ở nhà bị ương rồi. 3 đồng 98 cent hũ cây cà này nè cả nhà. Cà cherry nè. Quá trời cà ở đây. Bên đây strawberry. Strawberry 5 đồng 48 cent cây một hũ. Một hũ như vậy là 5 đồng 48 cent này cả nhà. Đó, ở nhà Ivy một vườn strawberry rồi. Ivy không có mua. Quá trời cây giống luôn cả nhà ơi. Này ớt này cả nhà. Này ớt banana, sweet banana. Cà hôm nay cũng lớn rồi thấy không? Ivy thích cái cây vườn Ivy thích với cả nhà. Cả nhà thấy đẹp không? Vàng rực luôn này cả nhà. Trời ơi, đẹp thì thôi luôn. Màu đủ thứ màu, màu vàng, màu tím, màu đỏ. Đủ thứ luôn cả nhà. Màu đỏ đẹp quá này cả nhà. Ôi, cái hoa này á, ai về thích lắm nè. Hoa này ai về cũng thích lắm. Cái màu này nó đẹp gì đâu luôn. Màu tím cũng đẹp luôn cả nhà. Ôi, rực rỡ. Cái này để treo này cả nhà. Hoa treo nè. Đó. Thích quá à, đẹp quá à cả nhà ơi. Tha hồ mà ngắm. Đây bên đây cái này cả nhà. Tha hồ mà ngắm luôn, quá là đẹp luôn. Ôi mà. Ai về thích trồng cây ăn quả, rau. Không có thích trồng hoa nhiều lắm. Hoa thì trồng ít ít thôi, không có hồng nhiều trồng nhiều. Đẹp không cả nhà? Đây, xuất sắc luôn. Màu rực rỡ đẹp ơi, hơi hồn luôn. Bên này nữa nè. Đấy, cái hoa màu 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 đây cũng đẹp này cả nhà. Ôi, nhìn dễ cưng quá gì tôi luôn, đẹp ghê luôn cả nhà ơi. Màu gì mà cưng gì đâu luôn. Đấy, nó rực rỡ. Thấy là thích liền thôi cả nhà. À, cả nhà thấy chưa? Ở trong này nó rộng lắm cả nhà. Trong bên đây bên trong này cả nhà, hồi nãy là ở ngoài á.
Đây bên trong là đủ thứ luôn, bán phân bán đất gì. Trong đây cũng có hoa nhiều luôn cả nhà. Ừ, hoa nè cả nhà ơi, đẹp chưa? Tuốt tuột ở dưới kia là cũng là hoa không á cả nhà. Cái shop này á nó nhiều lắm cả nhà, nó rộng lắm luôn. Ôi cái hoa này nó đẹp gì đâu luôn á cả nhà. Ôi cái màu nó rực rỡ, nó đẹp. Đẹp gì đâu nữa các. Cái cánh hoa đẹp rồi không? Ừ. Trời ơi. Ngắm hoa cho thư giãn cả nhà ha. Ngắm hoa thư giãn đẹp quá cả nhà ơi. Chưa. Bình cái bình này 42 đồng à, 49 đồng 98 sen một một chậu này cả nhà. Ôi, xa xa dưới kia là hoa không á cả nhà. Này sen đá này cả nhà. Sen đá này đẹp ghê không? Chen vô mỗi bình nó chen như đủ kiểu nè. Đủ loại hoa nè. Lên. Sen đá nè. Nhìn cưng quá cả nhà. Rồi, đẹp ghê cả nhà ha. Đẹp ghê. Rồi, lung linh lung linh. Lung linh lung linh. Đẹp. Ôi màu hồng đẹp ghê cả nhà. Wow, cái hoa nào nhìn thấy cũng mê hết trơn à. Màu hồng đẹp ghê không? Dưới đây là cây dưới đây là cây cây trồng rồi cả nhà. Không có cây cây lá không mà không có không có không có hoa. Đây. Đây là cây lá không á, không không có hoa cả nhà. À, cái lá này, cây này á, cây này nhà Ivy cũng có nè. Nhà Ivy cũng có một trồng ở ngoài á, bên kia trước nhà á. Dễ thương lắm cả nhà. Cái này là cây trồng không á cả nhà. Trồng làm kiểu trước nhà. Giống như cây Giáng sinh á cả nhà. Bây giờ đang vô trong này cả nhà. Chợ này rất là lớn luôn cả nhà, rất là nhiều đồ luôn, rộng lắm. Tha hồ mà xem luôn. Ngắm nhìn trải nghiệm như vui cả nhà. Máy này là máy hút ẩm trong nhà nè. Máy quạt. Rất là nhiều đồ luôn cả nhà ơi. Bây giờ chồng AV đi tới đi tìm cái lò cả nhà. Còn ở đây là cô, đây là cô máy giặt máy sấy này cả nhà. Đó, máy giặt máy sấy. Đó, đây là bếp ga này cả nhà. Đẹp quá. Đẹp ghê cả nhà ha. Bếp ga, AV thì không có thích bếp ga. AV thích bếp điện hơn. AV không thích xài bếp ga. Bếp ga đẹp quá cả nhà. Nhìn nó đẹp. Mà bếp này lớn lắm á. Bên đây là cái lò mà AV đi tìm nè. Đó, cái tháp cúc này cả nhà. À, cái lò đây cũng đẹp mà điều AV không thích hai cái lò bự ở bên ngoài. AV không thích. AV thích cái lò lớn ở bên trong. Cái lò nhỏ ở ngoài. Cái mình nấu ăn á nhỉ cả nhà. Nấu mấy nồi súp hầm súp này súp kia, hầm gà, nấu phở đồ ở bên trong á. Mình nấu nó cần cái hút không cả nhà, đó là cái hút này cả nhà. Khi nấu á nó sẽ hút cái mùi ra ngoài luôn. Ở trên là cái microwave. Đó cái microwave. Xong rồi khi đó microwave cả nhà. Rồi vừa microwave vừa cái hút luôn. Ở dưới là cái hút. Nhà AV cũng xài giống vậy đó. Cho nên AV thích cái lò lớn nằm ở trong, sát ở trong để nó tời cái nó gần cái hút ở nhà. Cho nên AV thích cái lò lớn nằm ở trong hơn là cái nhà nhỏ. Cái này cái mấy cái toàn là cái lò nhỏ không à. Cái này cũng đẹp. Điều AV không thích cái kiểu này. Ba cái nhỏ trong hai cái lớn ngoài AV không thích. Lúc này là cái người nhân viên á dẫn chồng AV đi tìm cái lò này cả nhà. Mới hỏi ổng dẫn đi. Cái này cũng đẹp này, cái lò này cũng đẹp này cả nhà. Đây là những cái hàng mẫu này cả nhà. Để cho mình xem. Mình sẽ thích thì
mình thích thì mình chọn cái mẫu nào thì họ sẽ đem tới nhà ráp cho mình cả nhà. Chứ mình không có biết ráp đâu, tại điện không à. Đó, cái mẫu này AV thích nè. Ừ, cái mẫu này AV cũng thích nhưng mà cái lò nó lớn, không có, cái lò nhà AV nhỏ hơn. Cái khung lò của nhà AV nó nhỏ hơn, bỏ vô không vừa. Đó, đây, cái này nè, AV thích nhất nè. Ừ, cái này đẹp nè cả nhà. Cái lớn ở trong, cái lớn ở ngoài, cái nhỏ ở trong, cái nhỏ ở ngoài. Như vậy AV mới thích, đúng là cái đây cả nhà. Vợ chồng AV chọn cái làm này nè cả nhà. Giá chính thức là 799 đồng mà bây giờ hôm nay nó sale cả nhà còn 599 đồng. Đó. Bữa nay được hơn cả nhà. Được giảm giá mà chưa có lấy giờ bây giờ cả nhà, đây là hàng mẫu, 2 tuần sau mới gửi về nhà cả nhà. Đem tới nhà tại vì họ đem tới nhà rồi họ ráp luôn. Ơi đây nè cả nhà ơi, cái máy lắp lắp tháp của con AV gửi giờ này nè. Nghe nói thì order nó thứ hai mà hôm nay mới thứ bảy mình gửi giờ này cả nhà. Mở ra thôi. Cái máy kia bự hơn mà. Cái này nhỏ giống bên kia, cái máy của giống bên kia cái nào. Where the same? Xem hả? Ừ. Máy lắp tháp này hả cả nhà. Đây này cả nhà. Cái máy mới ráp vô là đẹp. Bỏ internet vô là này cả nhà đẹp không? Wow, quế đẹp luôn. Xuất sắc, màu trắng dễ thương chưa đây. Anh nhỏ anh mừng lắm cả nhà, mừng ghê lắm. Mới vừa hư là nói mẹ ơi cái máy nó chết rồi đó, cả nhà nghe nói vậy đó. Ớn lắm, còn lại ra tiền ra không. Ok cả nhà, cái máy đã về cho con AV rồi nè. Ok cả nhà ơi, đây nè cái lọ AV đã đem về nè cả nhà. Người ta ở tiệm mà người ta đem tới, người ta ráp vô này cả nhà. Hết 2 tuần rồi cả nhà. Mới đem mới có cái lò để đấy cả nhà thấy đẹp không? Em thích mấy cái nút này này cả nhà, để dặn nè. Để dặn nấu, dặn điện lên nấu. Nhìn đẹp quá cả nhà ha. Đây cả nhà thấy đẹp không? Ai về thích lắm cả nhà. Cả nhà biết không? Giá chính thức của nó là 799 đồng. Mà ngày đó ai về mua giảm giá còn 599 đồng cả nhà. Bớt 200. Mà 200 nó đâu có được hưởng đâu cả nhà. 200 đó IV trả cho cái người tới bắt cái lò vô cả nhà. Bắt cái lò vô trả 200 đó cả nhà. Rồi cái IV mua bảo hiểm cái lò 5 năm, bảo hiểm ra 5 năm đó cả nhà. Hết ra 100 mấy nữa. IV thích lắm cả nhà. IV để IV giới thiệu cho cả nhà cái loại chùi cái lò cả nhà. Loại này á nó tốt lắm cả nhà, nó AV chùi nó sạch liền á. Cái AV xài hai loại, cái loại kia AV liền này, nó AV chùi nó lâu sạch lắm cả nhà. Còn loại này á AV để lên là nó sạch liền luôn á đó. Đó loại này nè, AV để lâu lên cái là sạch sạch trơn liền. AV thích loại này nhất. Khi nào cái nhà có thích thích nó xài, cái nhà mua loại này để xài. Ok cả nhà,
chứ là đã bắt cho Ivy là có nấu ăn rồi, bữa giờ Ivy cũng có nấu ăn cả nhà 2 tuần luôn á. Ivy toàn nấu cái nồi điện, chảo điện không à, để xài đỡ, mà còn cái dòng của ngoại nó nhỏ quá, Ivy nấu xong lớn không được á, nó chỉ hư cái hai cái dòng lớn không cả nhà, còn hai dòng nhỏ thì nó còn xài được á, cho nên Ivy xài cái nồi cũ à. Hai cái dòng nhỏ không, mà còn cái dòng lớn nó hư. Nấu cái gì bự bự bự, em bị lấy cái chảo điện kia em bị nấu không á. Giờ có rồi, có cái lò mới rồi. Cái nhà thấy đẹp không cả nhà, em bị thì thích lắm. Ok, em xin chúc cả nhà và xem video vui vẻ nha. Bây giờ em xin tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.